Xin chào mọi người nhá. Bây giờ mình bắt đầu vào lại ạ. Xin mọi người chia sẻ cho mình ạ. Nay buổi tối thứ bảy nhá, buổi tối thứ bảy mọi người chia sẻ cho mình ạ. Cái like này ạ. Nay buổi tối cuối tuần này, chúc mọi người vui vẻ nhá. Mọi người chia sẻ cho mình cái like này ạ. Chia sẻ cho mình cái like nhá. Ai đang xem thì anh xem cho mình xin một chấm ạ. Bạn nào đang xem thì cho mình xin một chấm ạ. Cho tăng tương tác mà. Cho xin tương tác ạ, xin chào Cúc Trần ạ. Xin chào Cúc Trần nhá, ai đang xem mình xin một chấm ạ. Ai đang xem thì ai đang xem cho mình xin một chấm ạ. Xin chào chị Thu ạ. Ai đang xem cho mình xin một chấm nhá. Ai đang xem cho mình xin một chấm ạ. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu hai sản phẩm ạ. Đó là đồng hồ và dây rung vàng 24K, tinh chất vàng 24K. Ai đang xem cho mình xin một chấm ạ. Xin chào ngôi sao hy vọng ạ. Xin chào Đức Tuấn ạ. Hôm nay mình xin giới thiệu hai sản phẩm nhé, đồng giá 250K free ship toàn quốc ạ. Đồng giá 250K free ship toàn quốc nhá. Xin chào Hoàng Dinh ạ. Đó là một là tinh chất vàng 24K serum, một tinh chất serum vàng 24K dưỡng da và đồng hồ Rio ạ. Mời mọi người chia sẻ cho mình cái like ạ. Đạt mốc 30 người xem, mốc 30 người xem là mình sẽ test cho các bạn xem cái tinh chất vàng serum vàng 24K này ạ. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm nha, ai chia sẻ trên 20 hội nhóm sẽ được mua sản phẩm với giá 0 đồng ạ. Ai chia sẻ trên 20 hội nhóm, mới mua được giá với sản phẩm giá là 0 đồng ạ. Xin chào Thu ạ. Trên tay mình là sản phẩm serum vàng 24K đây ạ. Serum vàng 24K nhá, mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Lát nữa là mình sẽ test cho mọi người xem cái serum vàng 24K này ạ. Mỗi một buổi tối là mình sẽ dùng 3 giò sẽ dùng vàng 24K này. Bầu bì dùng được hết, mình đang có bầu nhưng bầu bì sẽ bạn cho con chen dùng được hết nhá. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Bầu bì dùng được hết ạ, cái sẽ dùng vàng 24K này ạ. Đặt mốc 30 người xem là mình sẽ test cho mọi người xem cái sẽ dùng vàng 24K. Sẽ dùng vàng 24K này nhá các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem cái tính chất vàng này, dưỡng da serum vàng 24K này ạ. Dưỡng trắng, giảm nhăn, ngừa lão hóa và đẩy lùi các sắc tố lâu ở trên da ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Xin chào Minh ạ, tươi Minh ạ. Minh Mũm Mĩm ạ. Xin chào Minh Mũm Mĩm nhé, mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Hôm nay buổi phát like ngày hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tinh chất vàng này. Xe zoom này, 24K này, xin chào Tuyền Thanh ạ. Đặt mốc 30 người xem là mình sẽ test cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Đặt mốc 30 người xem mình sẽ test cho các bạn xem cái tinh chất này ạ. Mỗi buổi tối nhé, 100ml. Mỗi một buổi tối các bạn sử dụng 3 giọt. Máy rồi. Mỗi một buổi tối các bạn sử dụng 3 giọt các bạn nhé. Mỗi một buổi tối mình sử dụng 3 giọt này để massage mặt ạ. Cực kỳ hiệu quả nhé. Bầu bì dùng được hết, mình đang có bầu nhưng bầu bì dùng được hết nhé. Bầu bì bon chen được hết ạ, không vấn đề gì đâu ạ. Bầu bì dùng được hết ạ. Xin chào Ngọc Bảo ạ. Tinh chất vàng 24K nhé. Hôm nay mình sẽ giảm giá cho buổi like ngày hôm nay là 250.000 ạ. 250.000. Đông máy nó tăng rồi.
250.000 nha các bạn nhé. Xin chào Hoa Hoa Lê ạ. 250.000 được tặng một cái máy massage mặt này ạ. 250.000 được tặng một máy massage mặt này. Thì mong mọi người chia sẻ để tăng tương tác cho mình ạ. Mọi người tương tác của mình đi ạ. Mong mọi người chia sẻ để tăng tương tác lên ạ. Tăng tương tác lên 30 người đầu tiên. Xem mình sẽ test thử cho các bạn xem cái tinh chất vàng này ạ. Tinh chất serum vàng 24K này ạ. Mỗi một buổi tối mình sử dụng 3 giọt thôi ạ. 3 giọt mình sử dụng ạ. Mọi người... Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem ạ. Mình sẽ test thử cho mọi người xem là mỗi một buổi tối là mình sẽ sử dụng 3 giọt ạ. Mỗi một buổi tối mình sử dụng 3 giọt đấy, cộng mấy cái máy này nhé các bạn nhé. Rất nhẹ nhàng này. Các bạn đưa ra, rất nhẹ nhàng. Nốt chân chim mà rất nhẹ nhàng ạ. Trong buổi live ngày hôm nay này, ai mua serum với giá 250k sẽ được tặng một máy massage. 250k sẽ được tặng một máy massage nhé các bạn nhé. Mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Xin chào Huệ Sầu ạ. 250k nhé. Xin chào Hoa Pha Lê ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình 250k này. 250k mỗi buổi tối. Xin chào Huệ Hóng Hóng Hốt ạ. Chia sẻ 20 lần trên các hội nhóm, các bạn sẽ được nhận một quà tặng là một serum vàng 24K với một máy massage này ạ. Bầu bì nhé các bạn nhé. Xin chào Lý Nguyễn ạ. Bầu bì dùng được hết nhá. Mình đang có bầu nhưng mà buổi tối nào mình sử dụng 3 giọt thôi ạ. Đúng 3 giọt này nhá. Hàng nhà mình là hàng chuẩn ạ. Hàng chuẩn mình xoay mã vạch nhá. Các bạn check mã vạch lên nhá. Có nguồn gốc đầy đủ nhá. Trong buổi live ngày hôm nay có nhá các bạn nhá. Có mình xin phí ship đồng hồ nhá. Mình sẽ like thêm tầm 5 phút nữa thôi là mình sẽ giới thiệu đồng hồ ạ. Cái serum này ạ. Trong buổi live ngày hôm nay nhá, mình sẽ giới thiệu hai sản phẩm, đó là serum và đồng hồ ạ. Đồng hồ nhá, đồng hồ như đồng hồ dây da, dây kim loại này ạ. Đồng hồ dây kim loại 5 châm, các bạn chỉ cần dính ở đây là màu tím mình đeo trên tay, bên này màu vàng mình đeo trên tay ạ. Dio ạ, chống nước chống xước nhé các bạn nhé. Đồng hồ này là một đồng hồ chống nước chống xước ạ. Chống nước chống xước thoải mái luôn đấy ạ. Đạt mốc 50 người xem mà mình sẽ test nước cho các bạn. Cốc nước mình đã để sẵn ở đây rồi ạ. Một cốc nước mình đã để sẵn ở chỗ này rồi. Đạt mốc 50 người xem là mình sẽ test nước cho các bạn xem ạ. Đồng hồ nhá, xin Huệ Hồng Ngớt ơi, em thích màu gì nhỉ? Dây kim loại nhá các bạn nhá, dây kim loại 5 châm, dây kim loại 5 châm ạ. Nó có màu tím này, màu xanh, màu tím, màu xanh, màu đen và màu vàng. Xin chào, cảm ơn chị Lý Nguyễn nhé. Đây, bầu bì đẹp long lanh đang giới thiệu cho mọi người rồi. Cái bí quyết là làm đẹp buổi tối đấy ạ. Buổi tối mình chỉ cần xoa serum mới thôi ạ. Thì sáng xin chào Thu Body nhé. Xin chào Trịnh Tân ạ. Đã chia sẻ ok em nhé. Chia sẻ thì chụp màn hình gửi inbox riêng cho chị đủ 20 hội nhóm nhá. Buổi tối mình chỉ cần xoa serum với xin chào Thanh Thanh Nhà ạ. Buổi tối này mình chỉ cần xoa massage serum thôi này. Xong rồi đi ngủ, không cần rửa đi nhé. Mình đi ngủ không cần rửa đi nhé. Cực kỳ sạch sẽ luôn. Nó không bị bết dính gì đâu mà mát lạnh luôn ạ. Mát lạnh luôn ạ. Màu vàng, ok em, màu vàng nhé. Màu vàng đây em ơi, màu vàng chị đang đeo trên tay nhé. Màu vàng đây ạ. Cho gần lại cái này, gần cái ghế này. Màu vàng chị đang đeo trên tay nhé. Được rồi ạ. Mọi người nhìn rõ chưa ạ? Màu vàng em đang đeo trên tay đây ạ. Màu đàn vàng mình đang đeo trên tay nhé. Đấy, màu vàng này. Không có mọt trắng em nhé. Bên trong này, bên trong nó có một hàng đá này rồi này. Bên trong nó có một hàng đá. Đấy, bên trong nó có một hàng đá thì nó màu đen thì nó mới nổi được cái hàng đá, vòng đá này lên nhé. Chứ không có màu trắng nhé. Toàn bộ là dây vàng này, dây vàng bên trong này. Dây vàng đây ạ. Còn bên này là đồng hồ tím nhá, dây tím mặt tím phải đẹp long lanh ạ. Đẹp long lanh luôn nhá. Còn trên tay mình đang cầm đó là màu xanh. Màu xanh nhá, màu xanh nó cũng đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Xin mọi người chia sẻ cho mình nhá. Nhỏ hơn thì không có nha bạn nhá. Nếu nhỏ hơn thì nó như đồng hồ của trẻ con rồi. Mình đeo ở trên tay nhìn ở trong hình ấy thì nó hơi to một chút thôi.
nhưng tại vì mình xoay gần cho bạn nhìn nó hơi to, chứ còn bên ngoài thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nó có ba phân thôi mà. Mặt của nó là size 3 nhé các bạn nhé, size 3 này, nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đây là đồng hồ chuyên nữ nhá. Nhà mình không bán đồng hồ nam mà chuyên đồng hồ nữ nhé các bạn nhé. Chuyên đồng hồ nữ, đây là mặt, đây là dây vàng và bên này là tím ạ. Vàng tím xanh ạ. Trong buổi tối ngày hôm nay là có vàng tím xanh bio chống nước chống xước các bạn nhé. Không có cái nào nhỏ hơn nhé, vậy không hớt nhé, không có cái nào nhỏ hơn đâu ạ. Xin chào chị Thường ạ. Không có cái nào nhỏ hơn đâu, nếu nhỏ hơn thì nó như đồng hồ trẻ con ạ. Xin chào đồng phú Luyến ạ. Nhỏ hơn thì nó như đồng hồ trẻ con nhé bạn nhé. Đây như đây, nhìn sát này, mọi người nhìn sát luôn ạ. Xin chào Dân Dương ạ, nhìn sát cái đồng hồ ạ. Màu xanh ạ, màu xanh bên trong có một hàng đá nhé. Thì màu tím đây bạn ơi, màu tím đây nhé, màu tím đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Bio nhé, màu tím nhé. Y hình luôn đấy nhé bạn nhé. Màu tím đẹp y hình ạ, đấy màu tím đấy. 250k nhé, 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Trong buổi live ngày hôm nay ai đặt hàng là 250k cộng màu cùng số điện thoại các bạn nhé. Tím của nó nhé, tím sắc lét luôn ạ, tím sắc lét luôn nhé. Không tím nhù nhờ, không tối bị màu, sợ màu đâu ạ. Đây mình đang đeo trên tay này, như mình đang đeo trên tay này ạ. Mình đang đeo 250k nhé, Dân Dương như 250k, xin chào Thứ Phụng ạ. 250k cộng màu số điện thoại, các bạn đặt hàng xin để lại là 250k cộng màu số điện thoại. Đồng hồ chống xước chống nước các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Ok em ơi, màu tím nhá, màu tím em để lại số điện thoại cộng màu nhá. Ai đặt hàng đây các bạn chỉ cần để lại số điện thoại cộng màu cho mình nhé. Số điện thoại cộng màu 250k này, cộng màu số điện thoại. Chứ các bạn đặt hàng mà chỉ được màu không ý, cũng không có số điện thoại. Ok, chốt chị Huệ ống hốt màu tím nhé. Chốt chị Huệ ống hốt màu tím ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Chốt chị Huệ ống hốt màu tím ạ. Xin chào Dân Còi ạ, 250k nhé, màu tím. Ok bạn ơi, cho xin số điện thoại ạ. Các bạn đặt hàng ấy, đặt hàng phải để lại số điện thoại nhé. Bên mình mới biết đằng chốt ạ. Còn đặt hàng mà không để lại số điện thoại thì không biết đằng nào mà chốt hàng đâu ạ. Mà nhiều khi vào cái phần tin nhắn ấy, thì các bạn không kết bạn với mình ấy, thì nó là không vào phần tin nhắn chờ. Mình có nhắn tin các bạn. Xin chào Hà Quyết ạ. Free ship em nhé, ai đặt hàng ở trong live là free ship nhé. Đặt hàng trong live là free ship, không mất ship nhá, có màu vàng kim cần đưa đi màu vàng đấy bạn nhá, màu vàng mình đang đeo trên tay nhá. Test nước ok, lấy cái màu xanh này chị, màu xanh này làm đâu có sợ tí cái chết rồi. Chốt cho bạn ấy đấy nhá, bây giờ mình sẽ test nước nhá. Vâng vâng, đọc chốt ở chốt cho Dân Còi nhá, chốt cho Dân Còi màu tím ạ. Bây giờ mình sẽ test nước nhá, đồng hồ đang chạy rất bình thường đấy ạ. Mình thả nó trong nước cho bạn xem nhá. Tét nước đây, mình đang tét nước cho bạn xem này ạ. Có màu tím này, màu vàng và màu xanh nhé bạn nhé. Màu xanh mình đang tét nước đây ạ. Với khăn lọc. Màu xanh mình đang tét nước đây nhé các bạn nhé. Đây nhé, màu xanh nhé, mình tét nước cho bạn xem nhé. Đồng hồ vẫn chạy bình thường nhé. Thả thẳng nó vào cốc nước này, nó vẫn chạy bình thường nhé các bạn nhé. Nó vẫn chạy bình thường nhé, thấy chưa? Vẫn chạy bình thường đấy ạ. Mình thả thẳng nó vào luôn đấy ạ. Test nước cho bạn xem ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng nhé. 250k màu xanh, màu tím, màu vàng nhé các bạn nhé. Mình test nước cho bạn xem đấy ạ. Mình test nước cho bạn xem nhé. À, các bạn đặt hàng ạ. Các bạn đặt hàng, nhận hàng, xin chốt cho Thanh Hoàng, Na Thanh Hoàng màu vàng kim ạ. Màu vàng kim mình đang đeo trên tay đây nhá. Có được xem hàng trước khi nhận nhé các bạn nhé. Các bạn nhận hàng này, thanh toán tiền tại nhà và xem hàng ở thôi nhé các bạn nhé. Các bạn được xem hàng nhé. Các bạn được xem hàng này, xem hàng rồi mới nhận hàng nhé. Mình gửi hàng đi bao giờ bên ngoài mình có ghi chữ là cho khách xem hàng. Cho khách xem hàng đây ạ. Tặng một quả pin được không?
và tặng một quả pin dự phòng nhé. Ngọc Quỳnh ạ. Màu tím 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại. Xin chào thích gái đẹp ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. Đây là màu tím nhé. Màu tím mình đang cho các bạn soi thật kỹ đấy. Xin chào chốt cho Huy Ngọc màu tím ạ. Màu tím ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Mong mọi người chia sẻ cho mình cái like này nhé. Hôm nay cuối tuần ạ. Nhiều người rảnh ạ. Xin chào Ngọc Huỳnh ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Màu nào cũng 250k. Màu nào cũng 250k nhé các bạn nhé. Màu nào cũng 250k. Đây xin Ngọc Ngọc Anh nhé. Ngọc Anh đi màu tím ấy ạ. Màu tím mình đang đeo trên tay với lại đang ở trong hộp ấy ạ. Màu tím ấy ạ. Cái gì? Tôi vẫn giữa màn hình của chị mà. Như cái máy của em nó phản to. Máy của chị nó không phản được to ấy à. Xin chào Đồng Minh ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Cái đồng hồ đấy nhá, mình vẫn đang ngâm nó trong nước đấy. Mình đang ngâm trong nước các bạn nhé. Đây ạ, đang ngâm trong nước đấy ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Màu tím nhé, các bạn xem màu tím đấy ạ. Màu vàng đấy ạ. Màu tím, màu vàng đấy ạ. Còn màu xanh đây nhé các bạn nhé. Màu xanh đấy ạ. Màu xanh của nó đấy ạ. Màu xanh này. Cái gì đây? 250k thích cái đẹp, 250k các bạn phải để lại số điện thoại nhé, thích cái đẹp nhé. 250k các bạn phải để lại số điện thoại ạ. Chống nước nha bạn nhé, chống xước chống nước các bạn nhé, chống xước chống nước nhé. Chống xước chống nước ạ, 250k cộng màu số điện thoại đây ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Màu xanh, màu tím, màu vàng đấy ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng mình đang đeo ở trên tay đấy ạ. Màu xanh, màu tím, màu vàng ạ. Cái đồng hồ đấy nhá các bạn nhá. Đây là mình vẫn đang để nó trong cốc nước đấy ạ. Mình vẫn đang để trong cốc nước nhá các bạn nhá. 250k cộng màu số điện thoại nhá. Chống xước, chống nước ạ. Chống xước, chống nước nha đấy nhá các bạn nhá. Đồng hồ đang chạy rất bình thường ạ. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Mình cho ngâm trực tiếp, xin chào Hải Phong ạ. Ngâm trực tiếp ở trong nước luôn ạ. Ngâm trực tiếp ở trong nước luôn nhá. Nhưng mà nó vẫn chạy bình thường đấy ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Có màu đen nha em nhá. Nhưng mà ở đây hôm nay hết màu đen rồi ạ. Có màu đen. Ngâm trực tiếp ở trong nước luôn đấy ạ. Mình đang ngâm nó trực tiếp trong nước đấy ạ. Chống xước chống nước luôn đấy ạ. Có màu đen nhưng hôm nay mình không có kiểm tra xước luôn không ạ. Em ơi kiểm tra xước thì không được kiểm tra xước nhá các bạn. Nhận hàng ấy, khi mà mình gửi hàng đi nhá. Khi mà mình gửi hàng đi các bạn chỉ được kiểm tra là đúng mẫu mã. Đúng mẫu mã này. Lên pin thì các bạn nhận thôi. Chứ các bạn không được test thả nó vào cốc nước xong các bạn giả lại mình. Bích Vũ ạ. Xin chào Doan Nguyễn ạ. Dây kim loại thì lâm châm dính nhá bạn nhá. Dây kim loại lâm châm dính này. Dây kim loại lâm châm dính nhá. Bắc Giang nhá bạn nhá. Mình ở Bắc Giang, dây kim loại lâm châm dính thì các bạn mua về nhé, tay to tay nhỏ không phải cắt mắt đâu, không phải cắt mắt nhé. Tay to tay nhỏ không phải cắt mắt gì đâu ạ, tùy chỉnh luôn ạ. Ok, ok anh là của em ạ, các bạn đặt hàng các bạn phải lại số điện thoại nhé các bạn nhé. Đặt hàng để lại số điện thoại ạ. Đặt hàng để lại số điện thoại ạ. Đặt hàng các bạn phải để lại số điện thoại các bạn nhé. Đặt hàng độc màu không ấy thì mình không chốt hàng được đâu nhé. Mình bên mình sẽ không chốt hàng nhé. Tại vì như thế là mình gửi tin nhắn chờ có người đọc được có người không đọc được ấy, nó rất chỉ là phiền phức ạ. Mà lâu ạ. Thì các bạn cứ để lại số điện thoại, bên mình sẽ chốt đơn cho các bạn ạ. Màu tím, màu xanh, màu vàng ạ. Màu tím, màu xanh, màu vàng. Hôm nay mình có màu tím, màu xanh, màu vàng, có màu đen nhé. Có cả màu đen nhé các bạn nhé. Không có đồng hồ cặp nhé bạn nhé. Hôm nay mình like đồng hồ chuyên nữ nhé bạn nhé. Xin chào Nguyễn Thị Mùi, xin chào Thảo Đỗ ạ. Ok, Doãn Yến ạ, màu tím. Màu tím bạn phải để lại số điện thoại nhé. Đặt hàng này.
250k cộng màu số điện thoại ạ, 250k cộng màu số điện thoại nhé. Mình vẫn đang ngâm nó trong cốc nước này ạ, mình đang ngâm nó trong cốc nước này. Đồng hồ chống xước chống nước nhé các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại miễn phí xí xít các bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại, đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường đấy ạ. Đồng hồ đang chạy bình thường nhé các bạn nhé. Đây ạ, đồng hồ đang chạy bình thường đấy ạ. Mình ngâm nó trong nước nhá, đang chạy rất bình thường đấy ạ. Mình vẫn ngâm nó ở trong nước, chạy rất bình thường. Xin chào quý cỏ ạ. Xin chào Nguyễn Hoan ạ. Các bạn chia sẻ cho mình cái like nhé, chia sẻ cho mình cái like này ạ. Đồng hồ chống xước chống nước nhé các bạn nhé. Bây giờ các bạn nào bảo mình này, dù lấy cái bất kỳ cái đồng hồ nào ngâm ở trong nước mình cũng vẫn ngâm bình thường nhé các bạn nhé, không cứ gì một cái đồng hồ đâu ạ. Trả lời rồi. Các bạn đặt hàng này phải để số điện thoại cho mình nhé. Cho mình số điện thoại ạ. Xin chào Thảo Vũ ạ. Chống xước chống nước nhé các bạn nhé, đồng hồ chống xước chống nước nhé, mình vẫn để nó trong nước, nước bình thường đấy ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé, 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Hôm nay mình sẽ giảm giá là 250k, là 250k là ai đặt hàng ở trong Nai này. Ai đặt hàng ở trong Nai 250k. Miễn phí ship nhá, anh là của em nhá. Ok em màu vàng Thảo Vũ nhá. Thảo Vũ ơi để lại số điện thoại nhá. Các bạn đặt hàng này, các bạn đặt hàng này thì để lại số điện thoại này. 250k cộng màu số điện thoại nhá các bạn nhá. Các bạn không để lại số điện thoại bên mình sẽ không chốt đơn cho đâu ạ. Xin chào Chiến Minh Linh ạ, xin chào chị Lan Lan ạ. Xin chào chị Bùi Hằng ạ. Bạn ơi không có màu trắng nhá, anh là của em mới không có màu trắng đâu nhá, bên mình chỉ có màu vàng này, màu tím và màu xanh thôi ạ. Xin chào Kiểm Yến ạ. Em ơi đồng hồ cặp rất ít người mua nhá. Không có màu đen của Lam đâu bạn ơi. Xin chào bạn Linh Phan ạ. Không có màu đen của Lam nhá. Đồng hồ cặp rất ít người mua nhá. Chốt cho Hoàng Như Ngọc màu vàng ạ, 250k màu vàng ạ. Cho mình một cái màu trắng. Không có màu trắng nha bạn nhá. Màu vàng thôi, không có màu trắng. Ừ, chốt cho màu vàng. Màu vàng nhá, màu vàng bạc nha bạn nhá. Ghi đi, tí gọi lại cho bạn. Xin chào Hoàng Như Ngọc nhá. Hoàng Như Ngọc ơi, chốt cho Hoàng Như Ngọc màu vàng nhá. Màu vàng mình đang đeo trên tay đây là rất sang chảnh, nhẹ nhàng ạ. Màu rất nhã nhặn, nhẹ nhàng luôn đấy ạ. Nếu các bạn thích trẻ trung hơn một chút thì sẽ có màu tím và màu xanh ạ. Màu tím và màu xanh nhá. Không có đồng hồ lam nhá bạn nhá. Ngô Linh nhá, Ngô Thị Linh ạ, Ngô Thị Linh nhá. Xin chào Ngô Thị Linh nhá. Cố lên tôi ơi. Xin chào Nguyễn Hào ạ, xin chào Ngọc Ngọc ạ, xin chào Lệ Nguyễn ạ, xin chào gì đây ạ? Xin chào chơi bời ạ, xin chào các ôi nhiều bạn có cứ chơi vèo vèo mình không thể. Rất nhiều người bị ẩn comment nha, rất nhiều người bị ẩn comment thì các bạn không phải lo gì đâu ạ. Xem màu vàng kỹ đi. Các bạn chỉ cần để lại màu và số điện thoại thôi ạ, màu và số điện thoại nha, màu vàng đấy nha bạn nhé. Xin chào Hoàng Như Ngọc ạ. Mình đây nha các bạn nhé, mình màu vàng đấy ạ, màu vàng đấy nha bạn nhé. Màu vàng mình đang đeo trên tay nhưng mà nhé, không có màu trắng, mình chỉ có màu vàng, màu tím, màu xanh thôi ạ. Màu đen nữa. Đen có để tôi có thể tiểu. Hôm nay mình sẽ có chỉ có màu vàng, màu tím, màu xanh nhé bạn nhé, màu vàng, màu tím, màu xanh ạ. Chia sẻ lại. Màu vàng, màu tím, màu xanh nhé, mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé. Ai mà chia sẻ trên 20 nhóm, trên 20 hội nhóm ấy thì chụp ảnh màn hình giúp mình, chụp ảnh màn hình giúp mình thì gửi inbox riêng cho mình sẽ tặng bạn ấy màu, tặng bạn chia sẻ 20 hội nhóm đây là một cái đồng hồ ạ, mua với giá 0 đồng ạ. 250k cộng màu số điện thoại các bạn chia sẻ giúp mình nhé, màu tím, màu xanh, màu đen, à màu tím, màu xanh, đen, đen có màu đen, hôm nay mình không đem màu đen về. Xin chào hệ thống FMS ạ. Messiger. Không có mặt vàng nhé bạn nhé, chỉ có mặt đen này thôi ạ, mặt đen bên trong nó có nhũ và có đá nhé. Xin chào Thanh Thanh Bắc Giang ạ. Chốt cho bạn này đi. Dây. Xin chào Bích Ngọc ạ. Chốt cho mình màu vàng nhá. Rồi chốt cho anh là của em màu vàng nhá. Chốt cho anh là của em màu vàng ạ. Chốt cho anh là của em màu vàng ạ.
Bích Ngọc ơi, dây này nhé, mình nói rõ với các bạn này, đồng hồ này là đồng hồ thời trang. Đồng hồ thời trang nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi, nó sẽ bị bạc màu. Thế nhưng mà bạc màu ấy thì các bạn phải dùng ngoài 1 năm trở ra là nó sẽ bị bạc màu nhá. Có tặng pin không? Có tặng pin dự phòng nhá, xương rồng nhá. Mình đã bán với giá là 250k cộng màu cộng số điện thoại, mình sẽ tặng một quả pin dự phòng cho ai đặt trong này đấy nhé bạn nhé. Chứ còn nó đây nó không phải là vàng, thế cho nên nó sẽ không, nó không thể là giữ màu mãi được bạn ạ. Mình nói rõ với các bạn là nó mấy trăm nghìn thôi, nó có hơn 200 nghìn thôi thì nó sẽ bị bạc màu. Thế nhưng mà tính theo năm trở ra thì nó mới bạc màu nhá, chứ nó không phải nó bạc màu ngay, các bạn yên tâm sử dụng ạ. 250k, 250k một sản phẩm nhé bạn nhé. Đồng giá màu tím, màu xanh, màu vàng này, 250k. Ai đặt hàng trong nay ngày hôm nay sẽ được tặng một quả pin ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k nhé, 250k này tặng, ai đặt hàng trong nay được tặng một quả pin nhé các bạn nhé, có đi ship nhá. Các bạn đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại này cộng màu ạ. Nhận được 2 cái gì? Còn được 4 cái. 250k cộng màu số điện thoại nhé, em bao giờ nhiều hơn của chị. Tại vì là em phát đọc ở trên trang cá nhân nó nhiều nhỉ. 250k cộng màu của số điện thoại ạ. Xin chào Liên Phạm ạ. 250k mà các bạn nhá. Xin chào Sang Triệu ạ. Xin chào Lệ Thủy ạ. Xin chào Thoa Nguyễn ạ. Nguyễn Thoa ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhá. Mấy ngày có kìa. Các bạn đặt hàng ấy thì từ 2 đến 4 ngày nhé. Ví dụ như miền Bắc, miền Trung ấy thì là 2 ngày. Còn như vào miền Nam ấy thì các bạn phải từ 3 đến 4 ngày mới các bạn mới nhận được hàng nhá. Cảm ơn em ạ. À. Đồng hồ cực đẹp luôn ạ. Tuyệt đẹp luôn đấy nhé. Màu vàng mình đang đeo trên tay nhé, Yến Nguyễn nhé. Màu vàng mình đang đeo trên tay này. Đấy. Nhận hàng các bạn được kiểm tra hàng nhé. Đúng mẫu mã nhé. Thì mới nhận hàng nhé. Đặt hàng các bạn chỉ cần để lại này. 250k này, cộng màu, cộng số điện thoại thôi ạ. 250k cộng màu, số điện thoại nhé. Màu vàng nhé. Màu vàng tuyệt đẹp luôn đấy ạ. Đi tự bằng nó cắt ra rơi mà. Của chị từ cái bà kia cái nhắn tin kia thì đã rồi đã phát trực tiếp rồi cứ nhắn mãi. Chống nước nha bạn nhá, đồng hồ nhá, các mình cho các bạn xem rồi nhá. Đây nó đang chạy bình thường, đấy nó chạy bình thường, mình cho thẳng nó vào cốc nước nhá. Thôi. Mình đang cho nó vào cốc nước cho bạn xem đấy ạ. Mình nói là đồng hồ là chống nước chưa? Dây nam châm nhá bạn nhá, bạn Yến ơi, dây nam châm nhá. Dây nam châm này các bạn mua về các bạn không cần phải cắt mắt nhá, không cần phải cắt mắt nhá, tay to tay nhỏ này. Đấy, tay free ship nhá. Tay to tay nhỏ nhá, tay to tay nhỏ các bạn không cần phải cắt mắt đâu ạ. Đi đi. Thì ta đang phát rồi, bảo lên phát trực tiếp xem cái nhắn tin suốt rồi. Free ship trong ngay. Xin lỗi mọi người nha, nó vừa bị sập rồi. 250k nhá. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Đặt hàng ở trong này này này, các bạn có lợi như này. 250k này, free ship được tặng một quả pin ạ. Còn nếu ai mà không đặt hàng ở trong này ấy, thì bên mình sẽ không tặng pin đâu ạ. Bên mình sẽ tặng pin này màu vàng, màu tím, màu xanh ạ. Miễn phí ship bạn nhá, đấy nhá. Mình ngâm nhúng nước đó này bạn nhé, các bạn nhé, các bạn xem cho mình test nước nó này. Đồng hồ đang chạy rất bình thường ạ, các bạn nhìn chạy rất bình thường nhé. Đồng hồ chạy rất bình thường đấy ạ. Ai đặt hàng trong này thì phải đi ship nhá. Phải đi ship toàn quốc. Đặt hàng trong này sẽ phải đi ship toàn quốc và tặng một quả pin dự phòng ạ. Các bạn đặt hàng cần này 250k cộng màu. Không cần chờ đến cuối này nhé các bạn nhé. Các bạn chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại luôn này. Các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Các bạn chia sẻ giúp mình này. Xin chào Lệ. Xin chào Thanh Tuyền. Nguyễn ạ. Xin chào gì đấy ạ? Tuấn Sang ạ. Xin chào Thành Xu ạ. 250k cộng màu số điện thoại, đồng hồ trong xước trong nước các bạn nhé. Xin chào người Huyền Nguyễn ạ. Xin chào Trang Giang ạ. Xin chào Sipe ạ. Xin chào tất
Xin chào Gà Quỳnh, xin chào Chu Y Đông ạ, à. Xin chào Nguyễn Hoàng ạ. À. Rất nhiều người biển comment nhé các bạn nhé, các bạn like, các bạn nhớ là đặt hàng ấy. Rồi. Sao Nguyễn ơi sao lại không chia sẻ được nhở? Mọi người chia sẻ rất nhiều mà. Con lên làm nào. Con bằng cái đâu cho đi. Từ từ đã. Tôi chuyển luôn đó. Ok Chu Minh Đào ạ, à. Chốt cho Chu Minh Đào màu vàng nhá. Xin chào Bích Võ ạ. À. Con lại à? Chốt cho Minh Bích Võ màu vàng ạ. À. Con lại à? Ừ, con lại. Đến đâu đây? Chốt cho Bích Võ màu vàng ở đây mua đây. Chốt hai cái rồi. Nó mua đây. Nó xuống. Chốt cho Bích Võ màu vàng nhá. Liên Phạm, ok chốt cho Liên Phạm màu vàng ạ, à. 250k Liên Phạm màu vàng ạ. À. Cho chị ăn vàng xuống rồi. Chốt cho Minh Đào ạ, à. Châu Minh Đào màu vàng ạ. À. Thừa số điện thoại Minh Đào ơi. Của bạn sai số điện thoại nhé Minh Đào nhá. Chốt cho Bích Ngọc ạ, à. Màu vàng ạ. À. Chốt cho Liên Phạm màu vàng ạ, à. Bích Đào ơi, của bạn sai số điện thoại nhá. Thôi được, cười đi, tí nữa tên lại nhá. Dương Giáp, màu xanh đi bạn ơi, Dương Giáp đi, màu xanh đi, Yến Nguyễn đi, màu vàng đi ạ. À. Còn mình tự nhiên bị mất. Và anh quyết chia sẻ ra. Màu vàng đấy nhá bạn nhá. Mọi người chia sẻ giúp mình cái like này nhé, mọi người chia sẻ giúp mình cái like nhé, xin chào nhé. Chốt cho màu vàng chị Yến Nguyễn thì ạ. Bích Võ, ok bạn ơi, không cần phải cho số điện thoại, không cần phải cho địa chỉ ngay ở trên này đâu ạ. Nếu các bạn mà cho địa chỉ ngay ở trên này thì nhiều cái bọn nó lừa đảo ấy ạ. Nhiều bọn lừa đảo nó lấy luôn cái địa chỉ của các bạn đấy ạ. Nó chốt đơn luôn, là nó gửi cho các bạn hàng vớ vẩn ở bên mình, mất uy tín lắm ạ. Bạn chỉ cần để lại số điện thoại thôi nhé. Xin chào Hà Đặng, Hà Cóc nhé, Hoàng Vi ạ, à. Hoàng Vi này, Vi Ngọc này. Xin chào gì này ạ, à? Diễm Thúy Diễm ạ. À. Xin chào Nguyễn Hiền ạ, à. Rất nhiều bạn bị ẩn comment ạ, à. Rất nhiều bạn bị ẩn nhá. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại cho mình thôi ạ. À. Các bạn để lại số điện thoại giúp mình nhé. 250k cộng màu cùng số điện thoại, màu vàng này, có màu vàng da này, có màu vàng da này, màu tím và màu xanh, màu vàng da, màu tím, màu xanh. Mình sẽ test nước cho bạn xem ạ. Cái đồng hồ này mình vẫn ngâm trong nước nha. Mình ngâm trong nước các bạn nhìn cho nó vẫn chạy bình thường đấy ạ. Mình nói là nó chống xước, chống nước sinh hoạt nhé bạn nhé. Ngâm trong rượu, nếu mà bạn ngâm trong rượu uống thì chắc là trường sinh bất lão rồi ạ. Ngâm trong rượu uống sẽ trường sinh bất lão nhé. Xin chào Hà Đằng ạ. Mọi người chia sẻ cái like thì giúp mình nhé. Dương Giáp, dây kim loại nhé bạn nhé, dây kim loại dính nhé, dây kim loại dính nhé bạn nhé. Thằng Minh Chiến là thằng nào nhỉ? Em tôi. Em ở đâu đấy? Chẳng điền. Dây kim loại 500 dính nhé các bạn nhé, các bạn mua về tay to tay nhỏ tùy mình chỉnh nhé, mình không phải đi cắt mắt đâu ạ, không phải cắt mắt nhé, không cắt mắt đâu ạ, đấy. Xin chào Nga Mập ạ. À. Xin chào Nga Mập nhé. Mẹ cái lịch của mình. Minh Chiến. Cái thằng em. Các bạn mua về không cần phải cắt mắt nhé. Xin chào Duy Quyết ạ. À. Xin chào Đồng Huyền ạ. À. Xin chào Hà Thu ạ. À. Xin chào bạn Niên Niên ạ. À. Xin chào Hoàng Hoàng Vi ạ. À. Xin chào Hoàng Vi nhé. Xin chào Lúa Mì ạ. À. Xin chào Ngáo Đá ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé. Chia sẻ cái like giúp mình. Ngày hôm nay mình sẽ giảm giá đồng hồ đi ô dây 500 kim loại là 250k nhé. 250k các bạn là free ship và tặng một quả pin đấy ạ. Xin chào Ngọc Vũ ạ. Xin chào Hà Liên ạ. Các bạn chia sẻ cho mình nhé. Cứ tự hiện lên đầu thoát ra đi. Biết được thế. Xin chào các bạn nhé.
Ok. Vậy nhé, xin mời Phương Liên nhá. Xin chào Nguyễn Bùi ạ, à. Nguyễn Bùi Phương Liên ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình cái like này ạ, để mọi người nhiều người biết đến là ngày hôm nay mình giảm giá là 250k này, 250k có màu số điện thoại. Xin chào Quỳnh Trang ạ. Xin chào Kiều Diễm ạ. Chốt cho Kiều Diễm nhá. Chốt cho Kiều Diễm màu xanh ạ. Màu xanh đây, màu xanh đẹp cực kỳ luôn đây ạ. Các bạn nhìn gần luôn đấy ạ, màu xanh đẹp long lanh luôn đấy ạ. Màu xanh đẹp long lanh nhé các bạn nhé. Xin chào Hương Mai ạ. Hương Mai ơi, Hương Mai chỉ cần chia sẻ trên 20 hội nhóm nhé. Chia sẻ trên 20 hội nhóm bên mình sẽ có phần mềm nhé. Khi nào bạn quét đủ phần mềm, quét ra là bạn đã chia sẻ đủ 20 hội nhóm rồi thì bên mình sẽ tặng nhé. Sẽ tặng bạn một chiếc đồng hồ ạ. Chia sẻ trên 20 hội nhóm nha bạn nhé. Xin chào Trang Đình ạ. Tự nhiên mất bực thế. Xin chào Thu Thương ạ. Đang bao nhiêu rồi? Thu Thương ơi, màu tím mà, màu tím mình đang đeo ở trên tay đấy nhá. Màu tím mình đang đeo tay. Ok, bạn chốt cho bạn Thu Thương màu tím mà. Rất nhiều người bị ẩn comment nhá. Rất nhiều người bị ẩn thì các bạn vào ấy, mình khi mà mình không nhìn thấy để chào các bạn thì các bạn thông cảm nhá. Không nhìn thấy để chào các bạn thì các bạn thông cảm mà. Các bạn chỉ cần đặt hàng ấy, chỉ cần màu của số điện thoại các bạn sẽ free ship và tặng pin dự phòng nhá. Các bạn sẽ free ship và tặng pin dự phòng ạ. Anh Quyết chia sẻ cho. Mày Quyết chia sẻ nhá. Quyết vào không được. Ok, Châu Minh Đảo màu vàng, chốt cho Châu Minh Đảo màu vàng. Chị nhà nó chốt em luôn. Châu Minh Đảo màu vàng ạ. Châu Minh Đảo màu vàng ạ. Xanh Hương Mai ơi, màu xanh mình đang đeo trên tay nhá. À, màu xanh mình đang cầm ở trên tay nhá, cho các bạn nhìn giờ gần nhìn rõ luôn nhá, chống sương chống nước nhá. Đồng hồ vẫn đang đây, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Ok Hương Mai chia sẻ trên 20 hội nhóm nhá. Nếu phần mềm bên mình quét đủ, bạn đã chia sẻ trên 20 hội nhóm rồi thì mình sẽ tặng bạn nhá. Xin chào Trung Long ạ. Mình vẫn đang ngâm cái đồng hồ ở trong nước nhá các bạn nhá. Mình đang ngâm nó trong nước, mình vẫn ngâm trong nước nhá. Mình ngâm trong nước khi mình nhấc lên là các bạn cứ nhìn kỹ nhìn rõ là cái kim nó vẫn chạy bình thường nhá. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. Màu tím Vân Tô dạ. Chốt cho màu tím mà. Màu tím thì bạn phải để lại số điện thoại nhé. Màu tím mình đang đeo trên tay đây ạ. Màu tím đang đeo trên tay ạ. Các bạn đặt hàng phải màu cùng số điện thoại. Cố lên tôi ơi ạ. Trang Định ạ. Ok, chào em nhé. Chốt cho em ạ. Chốt cho Huệ Hồng Hớt nhá. Chốt từ lâu. Rồi mình chốt cho Huệ Hồng Hớt rồi. Chúc bạn ngủ ngon nhá. Mới giờ nhỉ. Làm cái chính thoại lại sớm mà. Chúc bạn ngủ ngon ạ. Màu tím các bạn phải đặt hàng phải để lại màu cộng số điện thoại nhá. Ôi, nhiều người xem đấy đấy. Như nó không báo mắt thôi chứ. Thế này. Ừ. Chị cũng nhiều người xem. Mai anh ơi, 250k cộng màu số điện thoại nhá. Xin chào Văn Tô ạ. Chốt cho Văn Tô nhá. Văn Tô ơi, màu gì ạ? À? Màu tím ạ. À. Chốt cho bạn Văn Tô màu tím ạ. À. 0919033411. Chốt cho Văn Tô màu tím ạ. Mai Anh ơi, 250k cộng màu số điện thoại nhá. Đây này, màu xanh này, màu tím này, màu vàng mình đang đeo đây ạ, rất đẹp nhá. Màu xanh, màu tím, màu vàng ạ. Dio chống xước chống nước nha, mình vẫn đang ngâm nó vào trong cốc nước đây ạ. Mình đang ngâm nó trong cốc nước đây nhá các bạn nhá. Nhìn rõ là mình đang ngâm trong cốc nước nhá. Xin chào Bích Hằng Bích ạ. Màu tím ạ. Màu tím. Ok, chốt cho bạn Văn Tô màu tím rồi nhá. Đây các bạn xem nhé, đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường ạ. Đồng hồ nó chạy bình thường ạ. Đấy cho nhìn dĩ nhá. Đồng hồ đang chạy bình thường ạ. Đang chạy rất bình thường nhá. Không hề bị chết hay gì đâu nhá các bạn nhá. Không hề bị chết nhá. Các bạn chia sẻ giúp mình ạ. Đồng hồ chống sức chống nước nhá. Chống sức chống nước ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại. 250k cộng màu cùng số điện thoại. Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhá. Chia sẻ cái like này giúp mình ạ. Để cho nhiều người biết đến ạ. À. Trong buổi live ngày hôm nay mình bán với giá là 250k cộng màu cùng số điện thoại. Các bạn là đặt hàng gần màu ấy, cộng số điện thoại thôi ạ. À. 250k cộng màu cùng số điện thoại nhá. Xin chào Ngọc Bích ạ. À. Xin chào Linh Linh ạ. À. Xin chào Nguyễn Ngọc ạ. À. Nguyễn Ngọc ơi, màu xanh đây nhá. Màu xanh mình đang cầm ở trên tay đấy nhá. Ok, chốt cho bạn màu xanh, Nguyễn Ngọc màu xanh ạ. À.
Rất nhiều người về Ấn Comment nha, rất nhiều người về Ấn Comment ấy. Thì các bạn làm ơn là đặt hàng ấy thì chỉ cần để lại số điện thoại cộng màu thôi. Bên mình không nhìn thấy để chào thì mọi người thông cảm nhé. Thì bên mình mới có phần mềm quét quét số điện thoại trong quét số điện thoại này, quét comment này, lấy số điện thoại ấy. Chốt đơn cho các bạn ạ. À. Các bạn không lo nhé. Mình chỉ nhìn thấy ai thì mình sẽ chào ấy thôi. Màu xanh ok nhá, chốt cho màu xanh nhá. Hương Mai ơi, bên mình sẽ có phần mềm quét nhá. Phạm Thảo. Mình đang đeo màu vàng với lại màu tím nhé các bạn nhé. Màu vàng ấy, bên tay phải mình là màu vàng ấy nhá. Màu vàng đấy ạ, màu vàng tuyệt đẹp luôn nhé Phạm Thảo nhé. Bên mình sẽ có phần mềm nhé, nhiều người chia sẻ 20 hội nhóm nhưng mà nó không duyệt ý, thì các bạn chưa đủ đâu nhá. Ok ạ. Hai trăm năm mươi k policy toàn quốc nhé các bạn đặt hàng, các bạn phải để lại màu nhỉ, cộng số điện thoại ạ, màu cộng số điện thoại nhé cho mình nhé. Có màu tím, màu xanh, màu vàng ạ. Trong live ngày hôm nay ai đặt hàng là sẽ được 250k cộng màu cộng số điện thoại, các bạn chia sẻ giúp mình ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. 250k cộng màu cộng số điện thoại, free ship toàn quốc ạ. Xin chào Trần Đào ạ. Xin chào Thanh Mai ạ. Nghĩa là chia sẻ nhiều nhưng không người xem. Xin chào Nguyễn Đào ở dây nam châm nhé bạn nhé. Dây nam châm này, dây nam châm kim loại nhé, dây kim loại nam châm này. Các bạn mua về cái tay to tay nhỏ mình không cần phải cắt mắt đâu ạ, không phải đi ra hiệu cắt mắt làm gì nó phiền phức đấy ạ. Dây của nó rất chỉ là mảnh đấy ạ, dây nam châm mảnh nhé các bạn như này. Đấy, dính vào như này là xong. Ok, chốt cho Phạm Thảo màu vàng nhá. Tôi chốt được cái nào? Đây, màu vàng đấy ạ. Chị cứ thoát ra thoát vào ấy. Mà thoát ra thế nào, ấn vào đâu tự nhiên đang xem lượt người xem nhiều thế lại ấn đâu thoát ra. Ta bảo trong khi hôm nay thì tốt nhất là ngồi xa ra, đừng động với cái điện thoại. Vàng. Chốt cho Phạm Thảo màu vàng nhé, đây màu vàng nhé, xin chào BK Dandy gì ạ. Màu vàng nhé các bạn nhé, đây là dây kim loại màu vàng nhé. 250k cộng màu cộng số điện thoại free ship nhé các bạn nhé. ạ. Dây nam châm nhé các bạn nhé, dây nam châm này, dây nam châm các bạn không cần cắt mắt nhé. Nhìn nó rất chỉ là bóng mượt luôn này, con gái đeo rất chỉ là mịn màng này. Nó không có thô cạch gì đâu ạ, không có mắt gì sần xìu rùi hay khóa gì đâu ạ. Xin chào Minh Trang, Hoàng Minh Trang ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Ok Phạm Thảo, ghi luôn địa chỉ thằng đứa Phạm Thảo lên. Ok, chốt cho Phạm Thảo màu vàng nhá. Lê Thành Tôn và Lê Khu ra lại. Chốt cho Phạm Thảo màu vàng rồi ạ. Các bạn nhìn kỹ nhé, các bạn nhìn kỹ, như một số bạn hôm nay nhận hàng này bảo lại là không được nhìn kỹ hàng. Các bạn nhìn kỹ hàng trước khi nhận hàng là các bạn kiểm tra đúng mẫu mã cho mình nhé. Đấy, nhìn kỹ hàng này, đấy, Dio nhá, dây kim loại nam châm, các bạn nhìn kỹ hàng cho mình nhé. Bùi Văn Hồng 250k nhá. Các bạn đặt hàng ấy là các bạn phải cho cả số điện thoại giúp mình ạ, màu cộng số điện thoại. Chứ các bạn để lại số điện thoại không thôi thì mình không biết màu gì để mình đặt hàng trên kho đâu ạ. Với lại các bạn không cần phải để lại địa chỉ ở đây đâu ạ. Nếu mà địa chỉ ở đây tôi sợ là có những cái đứa lừa đảo ấy, nó ăn cắp địa chỉ đấy ạ. Nguyễn Trâm ạ. Ok, chốt cho Nguyễn Trâm hai cái tím vàng ạ. Em ơi, mai đó là chủ nhật nhá, thì thứ hai mình mới cho hàng đi được ấy ạ. Thì thứ hai cho hàng đi được thì từ trong Gia Lai ạ. Gia Lai từ 3 đến 4 ngày bạn nhá. Tầm độ thứ 3, thứ 4 bạn nhận được hàng ạ. Thứ 3, thứ 4 bạn nhận được hàng nhá. Tầm thứ 4 ạ. Chốt cho Nguyễn Trâm ạ. Đào Quyên 250k nhé bạn nhé, 250k cộng màu của số điện thoại. 250k cộng màu của số điện thoại ạ. 250k cộng màu của số nha, điện thoại nhé. Ok, cảm ơn Phạm Thảo nhé. 250k cộng màu của số điện thoại, đồng hồ chống xước chống nước mình vẫn đang ngâm nó ở trong cốc nước này ạ. Bây giờ mình lấy cho các bạn xem nhé.
Đây nha, đồng hồ nha các bạn nha, nhìn vẫn đang chạy bình thường đấy ạ. Đồng hồ đang chạy bình thường nha, các bạn nhìn kỹ cho mình nha, đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường đấy ạ. Các bạn nhìn nhé, mình test nước cho các bạn xem đấy ạ, đồng hồ chống sức, chống nước, test nước cho các bạn xem đấy ạ. 250k cộng 1 số điện thoại ạ, 200, bây giờ mình lại cho ngâm nước tiếp ạ. Ok, chốt cho Đào Quyên ạ, chốt cho Đào Quyên. Chốt cho Đào Quyên màu vàng ạ. Mình vẫn ngâm nó trong cốc nước nha các bạn nhé. Chống sức chống nước, không ai phát like trực tiếp mà dám ngâm cái đồng hồ này vào trong nước lâu như thế ạ. Cái đồng hồ này nha, mình phát like được bao nhiêu lâu rồi ý? Mình phát like bao nhiêu lâu rồi thì là mình đã ngâm nó trong nước bấy nhiêu lâu rồi ạ. Phần ship nha bạn nhé, miễn phí ship nha Đào Quyên nhé, chốt cho Đào Quyên màu vàng miễn phí ship ạ. 250k cộng màu của số điện thoại, 250k cộng màu của số điện thoại ạ. Màu tím, màu xanh, màu vàng ạ. Rất nhiều người xem nhìn không báo mắt. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Chán thế, bằng cái gì trên mượt tài đang to cao. Chị mỗi còn nhiều được xem của em tự nhiên tách bạch cái ra. 250k cộng màu số điện thoại đấy ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Đồng hồ chống sức chống nước nha các bạn nhé. Có màu tím, màu xanh, màu vàng. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Chia sẻ đi, nó không nhìn thấy. Ok, Nguyễn Trâm ơi, màu tím đây nhé, màu tím. Màu tím mình đang đeo ở trên tay đây nhé. Với lại đồng thời đang cầm ở trên tay đây ạ. Màu tím đang đeo trên tay và cầm ở trên tay đây ạ, màu tím đây ạ. Đấy, màu tím đây ạ. Màu tím với là màu xanh đây ạ. Dây ra dây kim loại 5 châm nhé. Dây kim loại 5 châm ạ, màu tím với lại màu xanh ạ. Đây nha các bạn nhé, nhìn kỹ ạ, các bạn nhìn kỹ màu tím nhỉ. Màu tím này nha, tím này là tím sắc led luôn đấy ạ. Tím sáng ấy, không phải tím tối màu đâu ạ. Đấy, màu tím ạ, bạn đã nhìn kỹ màu tím nhỉ. Màu tím và màu xanh nhỉ. Màu tím, màu xanh, màu vàng nhá. Màu tím, màu xanh, màu vàng mình đang đeo trên tay nhá. Và mình test nước cho bạn xem nhé. Mình sẽ test nước cho bạn xem ạ. Màu tím, màu vàng, màu xanh ạ. Màu tím, màu vàng, màu xanh, mong mọi người chia sẻ cho mình cái like này nhé. Ai mua hàng ở trong like này 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Phở đi ship nhá. 250k cộng màu số điện thoại, phở đi ship ạ. Màu vàng đấy ạ. Màu tím, màu vàng, màu xanh, 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Màu tím. Màu tím nhỉ? Nó hỏi màu tím nhỉ? Đâu? Màu tím nhé, các bạn nhìn kỹ màu tím nhỉ, màu tím, màu xanh, màu vàng đấy ạ. Gì? Này chắc biết động rồi đấy. Ba cái ý hoái vào động ở đâu? Mà cái bà vô duyên, cái bảo anh, người ta đã phát like rồi, cái nhắn tin mãi rồi đó. 250k cộng màu của số điện thoại ạ. 250k cộng màu của số điện thoại ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình cái này nhé. Mình sẽ phát tầm độ bây giờ đó là 10:10 rồi. Thì mình sẽ phát tầm độ 10-15 phút nữa thôi ạ. Thì mình sẽ nghỉ ạ. Nếu mà ai mà đặt hàng ngoài like này thì không được free ship đâu ạ. Em ơi không cần cắt dây nhé. Nguyễn Trâm ơi không cần cắt dây nhé. Cái dây 5 châm này này. Cái dây 5 châm này nhé các bạn. Vừa đến đâu thì các bạn gặp đến đấy này. Gập vào này, đấy, mình gập vào này. Gập vào như này. Bạn nhìn thấy chưa? Các bạn gập nó dây vào nhá. Đây gập dây vào, tay nhỏ thì mình gập dây vào, còn nếu mà tay to thì mình tỡ hết cái dây này ra, đấy. Tỡ hết ra nhá. Tỡ hết ra. Nó rất tiện lợi là như thế, đấy, mình tỡ nó ra. Mình gập nó vào này, tay nhỏ mình gập nó vào, đấy. Mình gập vào như này. Nó coi như là có một cái chốt ở đây thôi. Đấy, coi như một cái chốt đấy nhá. Vẫn rất nhẹ nhàng nhá, vẫn rất nhẹ nhàng ạ. Vẫn rất nhẹ nhàng. Nó không phải là như là những cái đồng hồ mắt kia ạ. Không cần phải cắt dây nhé các bạn nhé. Các bạn là tay to tay nhỏ tùy chỉnh nhá, mình gập vào là được mà. Nó tiện lợi một cái là tay to tay nhỏ đeo được hết, mình gập vào là được chứ mình không cần phải đi cắt mắt hay cắt dây làm gì cho nó phiền phức ạ. Nó mất dáng của cái đồng hồ này nhá. Đấy các bạn chỉ cần gập vào như thế là xong thôi. Đấy, khi mà tay mình nó to ấy, tay mình to thì mình sẽ tỡ hết ra như này. Tay các bạn nhỏ các bạn gập vào.
Cái này từ mười mấy tuổi vẫn đeo được mà. Nhiều khách nhà, gần nhà mình đến nhà mua. Các bạn có 15, 16 tuổi, học cấp 2, các bạn vẫn đeo bình thường mà. Tại vì cái dây để mình nó gập lại được. Văn Hồng ơi, phải để lại số điện thoại nhá. Các bạn đặt hàng ấy, đặt hàng này xem like và đặt hàng để lại số điện thoại cộng màu. Màu cùng số điện thoại giúp mình ạ. Xin chào Trang Linh ạ. Các bạn xem like nhé, xem like này cộng màu cùng số điện thoại ạ. Màu cùng số điện thoại giúp mình ạ. Mẹ cái bà này bà cứ nhắc tin tinh đấy. Bảo đang phát like đừng nhắn tin thế làm sao. Xin chào Thảo Nguyễn ạ. 250k nhé, 250k có màu số điện thoại đồng hồ chống xước chống nước nha. Mình sẽ test nước cho các bạn xem ở trong cốc nước này nhé. Test nước cho các bạn xem đấy ạ. Cái bài mà nhắn nhiều thế chứ nhỉ. Và em đang phát mình nhắn tin nữa. Thôi bà biết mình đang phát mình nhắn tin đến mà thoát ra. 250k nhé, 250k có màu cùng số điện thoại ạ. Trang Ninh. Xin chào Trang Ninh nhé. Các bạn này chia sẻ giúp mình ạ, mình sẽ like tầm 10 phút nữa thôi là mình nghỉ. Còn ai mà đặt hàng ngoài like là không được free ship đâu ạ. Nếu đặt hàng trong like này, đặt hàng trong like là các bạn sẽ được free ship ạ. Hà Điệp, ai cũng đeo được nhân lớn tuổi. Nếu mà tầm lớn tuổi 5-60 thì mình sẽ đeo cái màu vàng này nhé các bạn nhé. Xin chào Phạm Lừng ạ. 5-60 tuổi thì trung tuổi, lớn lớn tuổi mình đeo màu vàng rất nhã nhặn nhé. Đeo màu vàng cực kỳ nhã nhặn luôn đấy ạ. Còn mình trẻ, mình thích nổi bật và trẻ trung ấy thì mình sẽ đeo màu xanh và màu tím ạ. Đây nhá, các kể cả những người trung tuổi đeo màu vàng này vẫn được nhé, màu vàng đẹp lắm ạ. Nhìn bên ngoài rất là nhã nhặn luôn đấy ạ, nhã nhặn cực kỳ luôn. Nó không bị nổi bật đâu ạ. Các bạn trẻ này hoặc là ai mà thích trẻ trung và nổi bật thì sẽ chọn màu tím và màu xanh này nhiều hơn là màu vàng. Màu vàng này, màu vàng nhã nhặn tuyệt vời luôn ạ. Đẹp lắm luôn đấy ạ. Mọi người chia sẻ cho mình nhá. Mình like tầm 10 phút nữa thôi, 10 phút nữa là mình sẽ nghỉ nhá. Nếu mà ai mà đặt hàng ngoài like này rồi mà cái này nó đã kết thúc rồi, mà ghi là video đã kết thúc rồi thì là các bạn không phải đi ship đâu ạ. Mình chỉ free ship cho những bạn nào mà đặt hàng ở trong live thôi nhé bạn nhé. Tại vì ở trong live này thì cái mình bán theo số lượng thôi, chứ còn đâu nếu mà nói về giá thì nó không được lãi là bao nhiêu đâu ạ. Mình chỉ bán theo số lượng thôi nhé bạn nhé. Đồng hồ chống xước chống nước nhé bạn nhé. 250k cộng màu số điện thoại, 250k cộng màu số điện thoại nhé. 250k cộng màu cùng số điện thoại nhé. Các bạn chia sẻ giúp mình là mình like tầm 10 phút nữa mình sẽ nghỉ nhé. Tương tác cao thì mình sẽ like tiếp, còn nếu mà không bình thường thì mình sẽ nghỉ. Tại vì mai nó là thứ bảy thì nhiều người có thời gian rảnh xem ấy, thì mình muốn mọi người chia sẻ cho mình cái like này nhiều hơn ạ. 250k cộng màu cùng số điện thoại ạ. Xin chào Nấm Lùn ạ. Nấm Lùn ơi, màu xanh là màu xanh mình đang cầm ở trên tay đấy nhé. Bạn nhìn kỹ màu xanh Nấm Lùn. Nấm Lùn nhé. Xin chào Trần Thắng ạ. Xin chào Hà Nguyễn ạ. Hà Nguyễn ơi chia sẻ rồi ạ. Ok bạn nhé, cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé. Xin chào Lanh Long Lanh ạ. Lanh Long Lanh ạ. Xin chào Hòa My ạ. Rất nhiều người bị ẩn comment nhé. Rất nhiều người bị ẩn đấy ạ. Mình mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Tại vì là nhiều người bị ẩn ấy, mình không chào được, cái mong mọi người thông cảm ạ. Xin chào chị Đồng Nguyễn. Xin chào Trần Văn Giang ạ. Xin chào chị Hà Thu ạ. Hà Thương ạ. Xin chào Minh Mai Linh nhá. Mai Linh ơi, màu vàng mình đang đeo trên tay nhá. Bạn nhìn rõ màu vàng ạ. Xin chào Mai Linh nhá, Mai Linh màu vàng nhá. Nhiều người bị ẩn có mờ đấy, mọi người thông cảm cho mình nhá. Mình không thể nhìn thấy mọi người hết được đâu ạ. Hà Điệp ạ. Xin chào chị Hà Điệp. Chị Hà Điệp ơi, nếu mà chị đặt hàng ở trong live này thì em sẽ free ship cho bạn cho chị nhé, kể cả chị ở Châu Đốc hay là ở Long An gì nhé chị nhé, nghĩa là trên toàn quốc nhé, Phú Quốc hay Long An, Cần Thơ, Cà Mau gì thì hôm nay em free ship hết chị nhé. Nếu mà chị đặt hàng trong live này chị phải để lại số điện thoại cộng màu thì nhân viên bên em sẽ chốt đơn ạ, bên em sẽ chốt đơn cho chị và là đặt hàng trong live. Còn nếu mà ngoài cái live này thì là chị phải mất 40.000 tiền ship nhé ạ. Xin chào Minh Thư ạ. À. Chị lại đang đẩy lên được xem.
đặt hàng ở trong này để phần đi ship nha chị nhá, chị Hà Điệp ạ. Xin chào Trang Hà. Còn nếu mà ngoài like này thì mình sẽ không phần đi ship cho mọi người đâu ạ. Trong này thì các bạn phải để hàng đặt hàng là màu cùng số điện thoại ạ. 250k có màu số điện thoại ạ. Mong mọi người chia sẻ cho mình nhá. Xin chào Phương Phương ạ. Đây của chị đang đẩy lên đấy. Giờ này là cũng hơi muộn rồi đấy ạ. Xin chào Vi Điệp và các bạn chia sẻ mạnh đi cho mình ạ. Có vô nước được không bạn ơi? Hà Điệp ơi, vô nước thoải mái nhá. Mình sẽ ngâm nước cho bạn xem này. Mình ngâm nước cho bạn các bạn xem luôn nhá. Mình ngâm nước cho các bạn xem thoải mái luôn nhá. Ngâm nước cho các bạn xem thoải mái này. Đấy, ngâm nước cho các bạn xem thoải mái này. Mình ngâm nước luôn đấy ạ. Mình ngâm nước cho các bạn nhé, các bạn xem thì đồng hồ vẫn chạy rất bình thường đấy ạ. Đồng hồ chạy rất bình thường nhé các bạn nhé. Này, vẫn chạy bình thường chưa? Đồng hồ chạy rất bình thường đấy ạ. Mình lại tiếp tục vẫn thả nó trong cung nước nha các bạn nhé. Mình vẫn tiếp tục thả nó trong cung nước đấy ạ. 250k có màu số điện thoại, mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. 250k này, có màu số điện thoại, mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Đồng hồ nhá, đồng hồ vô nước thoải mái chị Hà Điệp nhá. Bên shop bán hàng rất uy tín ạ. Mình sẽ test nước cho mọi người trực tiếp xem luôn ạ. Và mọi người nhìn kỹ mẫu mã nhá, kỹ mẫu mã này. Khi mình gửi hàng đến là mọi người được phép xem hàng nhá, thì xem hàng thì mong mọi người xem cho nó kỹ ạ. Thì đừng đến lúc lại bảo là nhận hàng như nó không giống ạ. Xin chào Nguyễn Đăng nhá. Xin chào Hương Hoàng ạ. Xin chào chị Đào Mai ạ. Các bạn nhìn kỹ chưa ạ? Các bạn nhìn kỹ chưa ạ? Hà Điệp ok, chốt cho chị Hà Điệp màu vàng ạ. Ok, chốt chị Hà Điệp màu vàng. Hà Điệp nhá, chị yên tâm vào Châu Đốc vẫn được phần đi ship nhá. Có đứa nào nhắn tin cho chị một cái đồng hồ bao tiền ạ? Chốt cho chị Hà Điệp màu vàng ạ. Mình vẫn đang ngâm nước rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Đồng hồ vẫn chạy rất bình thường đấy ạ. Mình lại vẫn thả nó trong cốc nước bình thường đấy ạ. Xin chào Đào Minh Duy ạ. Xin chào Đào Minh Duy nhé, các bạn chia sẻ cho mình cái like này đây ạ. Tầm mấy phút nữa thôi là mình đã nghỉ rồi đấy, thì là rất nhiều người mất cái cơ hội là được mua hàng giảm giá đấy ạ. Rất nhiều người mất cơ hội mua hàng giảm giá nhé bạn nhé. 250k có màu của số điện thoại, mình vẫn đang ngâm nó trong cốc nước ạ. Mình đang ngâm nó trong nước ạ. 250k cộng màu số điện thoại nha, mình đang ngâm nó trong cốc nước nha các bạn nhá. Đồng hồ là trong nước trong suốt đấy ạ. Mình test nước thực tế cho bạn xem đấy ạ. Hai trăm năm mươi k cộng màu số điện thoại, đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường đấy ạ. Mình ngâm nước các bạn này nhìn vẫn đang chạy rất bình thường nhé. Đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường nhé các bạn nhé. 250k cộng màu một số điện thoại ạ. 250k cộng màu một số điện thoại. Hà Điệp, chị Hà Điệp ơi, chị yên tâm nhá. Đồng hồ ấy, đồng hồ này, đồng hồ dây cái kim loại nam châm này, tay to tay nhỏ không quan trọng ạ. Tay nhỏ thì mình chỉ cần gập cái này vào này, đấy mình gập cái này vào, mình gập cái này vào, mình dính vào như này đấy là xong. Thế ạ. Mình dính thế là xong thôi ạ. Rất chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn đấy ạ. Chắc chắn cực kỳ luôn. Còn tay ai mà đây là tay to ấy, tay to là đến đấy này. Rồi tay nhỏ thì mình sẽ cho nó kịch đây luôn. Tay to tay nhỏ đấy nhá các bạn nhá, xin chào Vũ Niên ạ. Tay to tay nhỏ không quan trọng ạ. Tay to tay nhỏ không quan trọng nhá chị nhá. Tại vì nó là dây kim loại nam châm dính, chứ không phải là đồng hồ cắt mắt như kia. Cho nên là chị tay chị bé, những cái bạn mà có mười mấy tuổi thôi, những bạn học sinh cấp 2 cũng đến nhà em mua nhiều mà. Các bạn ấy tay nhỏ xíu luôn ấy, nhưng mà vẫn đeo đẹp lắm ạ. Tay các bạn học có lớp 8, lớp 9 thôi nhưng mà tay các bạn ấy bé tí vẫn đeo bình thường nhá chị nhá. Cho nên là mình là người lớn rồi mình yên tâm ạ. Sắc chăng mình yên tâm nhá chị nhá, không sao đâu ạ, tại vì nó là dây kim loại nam châm dính nhá. Xin chào chị Đồng Lên ạ, mong mọi người chia sẻ cho mình cái này nhá, dây kim loại nam châm dính này.
tay to tay nhỏ không quan trọng gì đâu ạ. Mười mấy tuổi mình cũng vẫn đeo được bình thường ạ. Đồng hồ chống sước chống nước nhá, mình vẫn đang ngâm nó trong cốc nước cho mọi người xem đây ạ. Chào Hương Hoàng ạ. Còn chị rất nhiều người xem nhưng không hiện mắt. Xin chào Hương Hoàng ạ. Không biết còn chị nhiều người xem của em. Như đây nhỉ. Nhiều người xem cực luôn. Mình vẫn đang ngâm nó trong cốc nước nha các bạn nhé. Mình đang ngâm ở trong cốc nước bình thường đấy ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Ai đặt hàng ở trong live này thì mình sẽ free ship toàn quốc. Ai đặt hàng ở trong live mình sẽ free ship nhé. Còn đặt hàng ngoài live thì mình không free ship được đâu ạ các bạn ạ. Ngoài live nhé, ngoài live là các bạn phải chịu ship đấy ạ. Còn đặt hàng ở trong live này các bạn chỉ cần để lại màu của số điện thoại thôi ạ. Hoàng Thị Lan 250k nhé bạn nhé, Hoàng Lan nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại. Không chia sẻ được nữa. Vừa để chia sẻ liên tục nên sao chia sẻ được. Cẩn thận bị chặn đấy. Chia sẻ nhiều quá, mấy phút chia sẻ lần thế là chặn. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại nhé các bạn nhé. Màu nào cũng 250k. Màu nào cũng 250k nhé. Mà đặt hàng ở trong này là các bạn free ship nhé. Mà đồng hồ này mình vẫn đang test nước cho các bạn xem đấy ạ. Vẫn đang test nước bình thường cho các bạn xem nhé. Vẫn đang test nước cho bạn xem đấy ạ. Vẫn đang test nước cho bạn xem ạ. Xin chào chị Hà Thương nhé. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Đây vẫn đang test nước cho mọi người xem nhé. Đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường luôn đấy ạ. Quang Doanh ạ. 250k cộng màu của số điện thoại. Các bạn đặt hàng gần 250k cộng màu của số điện thoại đấy ạ. Mình vẫn đang test nước cho bạn xem đấy ạ. Đồng hồ vẫn chạy rất bình thường đấy ạ. Tại chị đi ai đi yêu ai đi ngoái người ta hỏi người ta nai thì tốt nhất là tránh xa nó ra. Nhắn tin thằng bạn ghét cái chết như này. 250k nhé, cái lực view đang tụt rồi ấy, thì mình chỉ like tầm mấy phút nữa thôi là mình nghỉ nhé, mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Mấy phút nữa là mình nghỉ thôi ạ. Về bạn nào ra đưa đang hỏi này. 250k này, ai đặt hàng ở trong này được nhé. 250k cộng màu của số điện thoại, có lý cho đồng hồ chống sướt chống nước ạ. Mình đã tem nước cho bạn xem rồi đấy ạ. Tết nữa thì mình đấy nha, mình ngâm nó trong cốc nước luôn đấy ạ. Mình ngâm cốc nước cho bạn xem. Nhưng bây giờ nó cuối nay rồi, mình đã test quá nhiều rồi. Mà nhiều quá nhiều người hỏi đi hỏi lại, mình sẽ không trả lời nữa đâu ạ. Hàng của mình thì nó chỉ có những cái màu này thôi. Hãng là hãng Dio. Hãng là hãng Dio nhé bạn nhé. Chống xước, chống nước, sinh hoạt. Mình nói rõ là chống nước, chống xước, sinh hoạt. Còn bạn nào, có bạn hỏi đến 10 lần rồi, mình sẽ không trả lời những bạn đấy nữa đâu ạ. Đây ạ. Đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường nhé ạ. Mà không hề bị ấm nước nhé bạn nhé. Chạy rất bình thường ạ. Đồng hồ vẫn đang chạy rất bình thường nhé. 250k cộng màu cùng số điện thoại nhé các bạn nhé. Của chị nhà thì rất nhiều người xem nhưng không hiện mắt. 250k cộng màu số điện thoại này, mong mọi người chia sẻ cho mình ạ. Sắp cuối live rồi đấy ạ. Cũng bây giờ là cũng muộn rồi, mong mọi người chia sẻ cho mình nhé. Chia sẻ lên mà lượt view mà tăng lên thì mình lại tiếp tục nói chuyện cùng các bạn, là có giới thiệu sản phẩm với các bạn. Còn nó tụt đi rồi thì mình sẽ không giới thiệu nữa. Mà ai mà đặt hàng ngoài cái live này là các bạn phải chịu phí ship đấy ạ. Còn đặt hàng ở trong live sẽ phải đi ship nhé bạn nhé. Đặt hàng ở trong live phải đi ship ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Màu vàng, màu tím, màu xanh ạ. Ai mà đặt hàng ngoài live nhé. Các bạn đặt hàng ngoài live các bạn không được vào đi ship đâu ạ. Hà Điệp. Chị ơi, chị ở xa như vậy tầm đến 4 ngày chị nhận được hàng nhé. Tại vì mai đó là ngày chủ nhật chị ạ. Mai mắc ngày chủ nhật rồi. Thì chiều mai này em sẽ cho hàng đi ạ. Chiều mai em cho hàng đi. Chiều mai cho hàng đi được thì tầm 3-4 ngày chị sẽ nhận được hàng ạ. Tại vì trong Gia Lai mà chơi châu đốc gì đấy, Gia Lai à, tận trong miền trong ấy, tầm 3-4 ngày chị sẽ nhận được hàng ạ. Toàn bộ là bọn em là chuyển phát nhanh hết ạ.
Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé, mọi người chia sẻ. Cảm ơn chị Hà Điệp ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình ạ. Mong mọi người chia sẻ giúp mình nhé, chia sẻ cái like đi, tầm 5 phút nữa là mình nghỉ rồi ạ. Tầm 5 phút nữa là mình nghỉ cái like này rồi. Thì các bạn chia sẻ thì để có nhiều người biết tới, cho một số người bạn biết tới nữa thì đặt hàng ở giá rẻ ạ. Được free ship đấy ạ. Đặt hàng trong này thì free ship ạ. Xin chào Hà Hằng nhé. 250k này, 250k cộng màu số điện thoại, đồng hồ trong suốt trong nước nhé. Mình đã test nước cho các bạn xem quá nhiều rồi, thì bây giờ đến cuối live rồi mình sẽ không test nữa đâu ạ. Mà có bạn cứ hỏi đi hỏi lại từ đầu live đến giờ, mình thấy cứ hỏi đi hỏi lại mình không trả lời đâu nhá. Mình trả lời một lần hai lần là các bạn biết rồi ạ. Con trả lời quá nhiều lần như vậy, các bạn hỏi mình quá nhiều lần luôn ấy ạ. Có bạn hỏi rất nhiều lần là cứ có chống nước chống nước hay không, mình đã nói như thế rồi ạ. Hàng như thế nào thì nói như vậy, chứ hỏi đi hỏi lại. Các bạn mới vào xem thôi, bạn là các bạn hỏi này, nhưng có người hỏi xin chào Hàng ạ, hỏi đi hỏi lại rồi đấy ạ. Mình không trả lời những bạn như thế đâu ạ. 250k nhé, Hàng chia sẻ giúp mình nhé. 250k cộng màu số điện thoại ạ. 250k cộng màu số điện thoại ạ. Chị toàn này. Để đấy. Chị rốt nhỉ, chị cứ để như này, nhưng mà khi chúng nó xem lại chứ biết đâu chúng nó bảo vừa mai ngày kia chúng nó xem lại, có đứa nó gặp đoạn nọ đoạn kia. Đây đứa đặt hàng với mà, chứ không phải cứ ở trong này đâu. Tôi chả chia sẻ được. 250k cộng màu của số điện thoại ạ. Bây giờ nhá, bây giờ là đã là 9:30 rồi. Bây giờ 9:30 rồi, mình xin kết thúc cái live này ạ. Thì ai mà đặt hàng ngoài live này thì cứ không được free ship đâu ạ. Mong mọi người thông cảm nhá. Bây giờ nó muộn rồi. À. Mong mọi người thông cảm nhá. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái live này đây ạ. Xin chào mọi người nhá.